Bữa nay tôi bóc trần cái nết của con khế thúi này, bắt chước bắt què hoàn toàn luôn. Thôi đừng có chửi nghe nhức đầu quá. Người ta làm gần xong rồi, nay mai nữa là thả ra ngoài. Ở hai ba cái nhà rộng rãi quen rồi, giờ quay về nhà cũ kiểu như nó khó chịu á bà con. Mà con dòi này nó không có sợ người nha, nhưng mà nó nghe tiếng ồn ào với ở một cái khung vậy nó thấy khó chịu, nó gặp tôi là nó mét. Nhưng mà mệt nhất là con đại ca nè, nãy giờ đi qua lại thao nước uống nước mà còn thọc cái tay vô luôn nha, 4-5 giác vậy rồi. Hình như những con mèo càng mập là càng sợ nóng thì phải, vừa nóng mà vừa hầm nữa. Qua lại nhá nhá cửa sau muốn ra dữ lắm, mà thí dụ có mở cửa cũng không dám ra đâu. Thấy nó tội nghiệp quá cho nên tôi quyết định đem nó qua phòng của tôi. Vô gặp cái hơi mát trời ơi nó khoái dữ lắm luôn. Thường nó khoái quạo ghế lắm nghe, nhưng bữa nay diễn cái vai thảo mai, không có quạo cái ghế đâu, nhảy lại ôm chủ đồ, quá trời thảo mai luôn. Lúc mà tôi đem nó vô á, gờ vô tay chân của nó đổ mồ hôi y chang hồi nhỏ luôn nha bà con. Còn như con dòi con quạo thì không có đổ mồ hôi như con này. Con nãy kiểu như nó uống nước nhiều hay là trong người nó làm sao á, cứ hay bị đổ mồ hôi trộm hoài. Tưởng đâu hồi nhỏ hết rồi mà khi lớn lên vẫn bị, nhất là mỗi khi mà nghe tiếng ồn hay là có người lạ, bất an lo lắng rồi bị đổ mồ hôi trộm y chang con người luôn đó. Nó kêu nhõng nhẽo nãy giờ luôn á bà con. Vô đây nói chuyện rất là nhiều, vẫn nhát như xưa nè. Mọi người thấy cái bộ lông của đại ca không, mứt gượt mà ít rụng đó nha. Và lúc này tôi mở camera lên coi bên phòng này sao, còn khế thúi nó nằm lật ngửa ngay cái cửa. Vậy là hồi nãy nó thấy tôi ẵm con đại ca vô phòng của tôi rồi, nằm ở đây cái kiểu như ăn vạ đó bà con. Tôi mà mở cửa ra thì nó sẽ đòi vô phòng của tôi liền, mọi người tin không? Rồi nè, coi cái tức nằm đi. Bây giờ tôi sẽ vô trong phòng mở cửa ra, mọi người coi phản ứng của nó như thế nào nha. Bình thường tôi mở cửa nhà cũ thì tụi nó không có phản ứng gì, không có đòi ra. Còn kỳ này mở cửa, đó đó, đòi ra. Ê mày, sao mày cho con đại ca vô phòng mới lạnh mà không cho tao vô mày? Ô, thấy chưa, hồi đó giờ mở cửa nhà này là không bao giờ chạy ra đâu, mà kỳ này nè thấy chưa, lộ ra mặt luôn. Trời ơi, cái mặt nó khó ở rồi bà con ơi, thấy không? Muốn ra hả? Muốn vô phòng lạnh hay gì? Ồn ào quá hả? Đó đó, thấy chưa, đó. Cái mặt này đòi cho bằng được nha bà con. Bây giờ tôi vô phòng đóng cửa lại cho mọi người coi nó sẽ diễn như thế nào. Bắt đầu nó diễn cho mọi người coi nè. Nó thấy mình chuẩn bị đi ra ngoài, nó làm gì? Nó sẽ nhảy lên cái cửa, nó bám ở trên đó nha. À, chuẩn bị bám nè. À, cái trò này diễn hoài. Con dòi khùng thì nó không có đòi vô, nhưng mà nó bắt chước cái thúi làm gì thì nó sẽ bắt chước cái đó. Thấy con dòi nhảy lên che chỗ nó rồi, bắt đầu nhảy lại đây. À, chỗ này gần tôi hơn để tôi dễ ẩm nó vô. Nó leo lên trước mặt của mình, phải trước mặt của mình mới được nha, chứ có con nào mà nhảy xen vô che mình mất tiêu thì nó sẽ nhảy chỗ khác nha. Bám vô cái cửa nhìn qua cái phòng của tôi, rất là muốn vô trong phòng. Và đây là điều mà khế thúi nó mong đợi, y hệt quách què luôn. Bám lên cửa xong ha, cái khi mà mình đỡ nó vậy nè, đỡ vô cái bụng rồi cho nó dựa ha, bắt đầu buông hai cái tay ra. À, cái nết con quách què hồi đó như thế nào nó bắt chước y chang như vậy luôn. Con quách què thì mình còn sợ nó gớt nha, còn con này tôi cho nó diễn cho mọi người coi luôn đó. Khi mình ẵm nó vậy nè, thấy không, cái mắt hướng qua cái phòng của tôi, kiểu như là nó điều khiển mình với bà con. Nó tao nhìn ở đâu thì mày đi chỗ đó đi, nhanh lên, nực nổi ồn ào, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Bữa nay tôi bóc trần cái nết của con khế thúi này, bắt chước quách què hoàn toàn luôn đó. Bắt chước người ta, nhưng mà dù sao á, quách què cũng là sư phụ của nó bắt chước là đúng rồi, thấy không? Chứ gặp cái tướng con này dễ gì tôi sợ nó gớt. Thế là khế đã được bế đi vô phòng lạnh chung với đại ca luôn. Và đại ca bữa nay hiền hậu thảo mai, kêu nó kìa trời ơi, nó bình thường thấy ông ngoại đâu nhõng nhẽo đâu. Cấp này con khế thúi nó hơi ốm, không biết nó giảm cân hay sao, ăn uống cũng bình thường mà thấy hơi ốm chút xíu. Còn đại ca kìa. Tiếp theo cho mọi người coi cái vấn đề ăn uống giữa con khế với đại ca nè. Khi tôi để đồ ăn xuống thì con khế thúi nó ăn liền, quên phải vẽ ra mới được nha. Trời ơi, cái này mà không vẽ ra nó kéo hả, nó lôi cho banh cái phòng của tôi. Cái này là phòng ngủ nha, chứ không phải nhà mèo nha. Rồi, đặt ra một câu hỏi, tại sao con đại ca nó không dám ăn chung với khế thúi? Ai có thể trả lời được hay không? Khế thúi dữ quá, khè nó, đánh nó, thằng sao mà nó không dám ăn chung? Có ai đoán ra được điều này không? Con khế nó hiền như cục đất, tại sao nó không dám ăn chung với khế thúi? Tại vì nó sợ tôi. Mấy con quỷ mèo mà hay giành giật đồ ăn với người ta rất là sợ tôi nha. Tại vì cái nết của đại ca nó y chang vô con ngầu. Khi mà thấy đồ ăn ngon thì nó sẽ nhào vô chụp hết cái món đồ ăn đó, không để cho đứa nào ăn chung với mình. Nó thấy khế thúi ăn nó không dám nhào vô,
tại vì nó sợ cái nết của nó bộc lộ ra, mình sẽ thấy nó đầu nó kêu mình nha, nó thấy cái thứ ăn chạy ra nhõng nhẽo mình, nó muốn ăn riêng, mọi người hiểu không? Tức là con đại ca nó vẫn có thể luồn cúi ăn chung với khế thú được, nhưng mà khi ăn một hồi ngon quá nó quên, nó sẽ nhấn đầu con khế, mà khi nó nhấn đầu con khế là nó tới số với tôi. Đó, ăn vậy thấy không? Nè coi nè, đó, đó gừ thấy chưa? Thấy chưa? Con khế ăn chung nó gừ liền. Chứng nào tật nấy, mấy cái đứa nó gặp tôi nó hay sợ là do nó quá ham ăn đi, không thể ăn chung với người ta. À không phải không ăn chung mà nó không muốn đứa khác ăn chung với nó, sợ hết phần. Cũng là cái tánh tham lam từ mẹ nó mà ra thôi. Ăn cơm với anh Hạt thì chịu ăn chung nha, mà hễ có cái gì mà ngon ngon mà vừa khẩu vị là nhấn đầu đứa khác liền. Đại ca nó khôn ở chỗ là nó không dám giành trước mặt tôi, tại vì nó không có kềm chế bản thân được, có thể nó sẽ gừ hay nhấn đầu khế thúi là tới số. Khế thúi vừa ăn mà vừa dòm cháu coi mày có muốn ăn hay không, mày nhào lại tao nhường cho mày liền đó. Nè đại ca nhào vô đi, coi mày thử nhấn đầu khế thúi thử đi. Không dám nha, thấy chưa? Khi nào mà tôi đưa cho nó ăn không thì nó mới dám ăn. Sợ, sợ kềm chế bản thân không được rồi hổn với ông ngoại rồi sẽ bị ăn đòn. Trước mặt mình nó không dám ăn thôi. Nếu chỉ có một mình khế thúi ăn cái phần này là nãy giờ nó đuổi khế thúi đi từ lâu rồi. Ăn đi, ăn hết cái này cũng được, múc cái khác cho đại ca. Nè đại ca, vừa nằm vừa dầm miệng đi con, mình tập dầm miệng cho quen, sau này dầm dài dài. Mà cái thằng lùn mã tử này nó khôn hơn những con khác nhiều nha, nó biết được cái hành vi của nó như thế nào, cái gì nên làm và không nên làm, cái gì sẽ bị ăn đòn nó biết hết trơn nha bà con. Cũng như cái vụ nó đánh con nhọn vô cớ, bị nhốt vô tù một lần duy nhất thôi, lần sau trước mặt tôi là không bao giờ dám đánh con nhọn luôn. Nhưng mà sau lưng tôi lâu lâu vẫn đánh con nhọn nha, tại vì có camera quan sát mà. Nhưng mà nó đánh cái dạng mà con nít noi á, chọc người lớn á, chứ không phải đánh dữ nha. Đánh dữ giống con khè là vô tù nữa. Thường mấy con mèo này ăn á, là nó sẽ tập trung ăn cho hết, cho đã cái nư. Còn riêng cái thúi đang ăn nửa chừng cái nhìn xung quanh, con nào nhào vô rồi nó nhường luôn. Ví dụ cái món nó ngon quá nó gán chen chen chút xíu rồi nó cũng bỏ đi. Mà còn mấy quỷ này nè, ăn là tập trung ăn, ăn giọng cho đã đi, nào ngán thôi. Trời ơi, cái nết của mấy đứa này giống con ngầu từ A tới Z luôn. Nhưng con đại ca có một cái đức tính tốt giống con ngầu. Đố mọi người đức tính tốt của ngầu là cái gì? Chắc lúc này mọi người chưa có nghĩ ra đâu. Thôi để trả lời luôn, đó chính là cái đức tính sạch sẽ. Nhân kỳ này là con hơn mẹ rồi, nó kỹ hơn con ngầu rất là nhiều. Ăn ba tê còn sợ dính miệng sợ dơ, mà một hồi cũng quất sạch sẽ luôn. Đó, tôi chỉ thấy nó giống một cái đó gọi là đức tính thôi, còn những cái khác tôi không biết luôn á. Fan của khế thúi thử tìm kiếm coi con ngầu nó có cái đức tính gì mà con của nó giống nó đâu. Đừng có nói vẻ bề ngoài nha, sắc đẹp đồ, ngầu thì nó đẹp rồi. Nói chung ba thằng con trai của con ngầu, con nào nhìn cũng được trai hết. Nhưng mà về cái tánh, cho mọi người kiếm thử coi có cái gì gọi là đức tính giống mẹ nó hay không. Rồi xong, hửi mùi ba tê đói bụng nữa đó nha. Đi mua đồ chai ăn đây. Bye bye mọi người.